Đức Chiến là thử nghiệm đáng chờ đợi của đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn là tâm điểm chú ý trong buổi tập chiều tối 4 tháng 9 của đội tuyển Việt Nam. Chân sút sinh năm 1996 vừa trở về hội quân cùng toàn đội từ Hàn Quốc, sau khi không được thi đấu ở Seoul Island trong thời gian qua. Khi được hỏi về sự xuất hiện Văn Toàn, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến đưa ra câu trả lời hài hước, Văn Toàn đã hội quân cùng toàn đội. Anh ấy có vẻ gầy đi và ít tóc hơn. Có lẽ Văn Toàn không được nói chuyện nhiều ở Hàn Quốc, nên khi về Việt Nam, anh ấy nói rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Chiến được gọi lên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chusier. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel FC chia sẻ bản thân rất tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia và đưa ra những đánh giá về sự khác biệt của lối chơi hiện tại với thời ông Park Hang-seo. Tôi nhận thấy hai thầy có triết lý và cách vận hành đội tuyển khác nhau. Huấn luyện viên Chusier hướng đội tuyển Việt Nam tới mục tiêu cầm bóng và triển khai bóng ngắn, nhỏ nhiều hơn so với thầy Park Hang-seo, Đức Chiến chia sẻ. Đức Chiến tiết lộ mình đang được ông Philippe Chusier thử nghiệm ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 1998 cho biết mình sẽ nỗ lực thích nghi với lối chơi của đội tuyển Việt Nam và mong có thể bén duyên ghi bàn như trong màu áo Viettel FC. Trong chiều nay 3 tháng 9, ông Philippe Chusier đồng ý cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu ở lại câu lạc bộ nhằm tiếp tục theo đuổi phác đồ điều trị chấn thương. Cầu thủ này bị đau gót chân đang phải tiêm thuốc. Nhà cầm quân người phát động viên Văn Hậu tập trung điều trị để có sự hồi phục nhanh nhất, hướng tới đợt tập huấn và thi đấu giao hữu trong dịp tập trung đội tuyển quốc gia FIFA Day tháng 10 tới.